Kính thưa quý vị, ngày 9 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 133 năm 2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Nghị định có một số điều quy định nhiều vấn đề liên quan đến các phạm nhân và các học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại các trường giáo dưỡng. Trong đó thì có các quy định rất cụ thể liên quan đến những vấn đề thiết yếu như là ăn và mặc. Cụ thể về chế độ ăn, mỗi phạm nhân được nhà nước đảm bảo tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng gồm 17kg gạo tẻ, 15kg rau xanh, 1kg thịt lợn, 1kg cá, 0,5kg đường, 0,75 lít nước mắm, 0,2 lít dầu ăn, 0,1kg bột ngọt và 0,5kg muối gia vị khác tương đương với 0,5kg gạo tẻ, chất đốt tương đương 17kg củi hoặc là 15kg than. Đối với các học sinh chấp hành các biện pháp tư pháp giáo dục tại các trường giáo dưỡng thì mức này có cao hơn một chút. Đó là mỗi tháng thì sẽ có thêm 200g thịt lợn và 200g cá, lương thực, thực phẩm, chất đốt, đảm bảo chất lượng và có mức giá trung bình theo thời giá thị trường tại địa phương. Chế độ ăn uống trong các ngày lễ Tết của phạm nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và khoản 1, điều 48 Luật Thi hành án dân sự vào năm 2019. Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định trên thì mỗi phạm nhân được sử dụng tiền và quà của mình để ăn thêm, nhưng không quá 3 lần định lượng ăn trong một tháng cho mỗi phạm nhân và phải thông qua hệ thống lưu ký và căn tin phục vụ sinh hoạt cho phạm nhân của cơ sở giam giữ. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi thì được đảm bảo tiêu chuẩn định lượng ăn như phạm nhân là người từ đủ 18 tuổi trở lên và được tăng thêm thịt cá nhưng không quá 20% so với định lượng thịt cá ăn của phạm nhân. Chế độ mặc và tư trang thì mỗi phạm nhân được cấp 2 bộ quần áo dài bằng vải thường theo mẫu thống nhất trên 1 năm, 2 bộ quần áo lót trên 1 năm, 2 khăn mặt trên 1 năm, 2 chiếu cá nhân 1 năm, 2 đôi dép 1 năm, 1 mũ đối với phạm nhân nam hoặc là 1 nón đối với phạm nhân nữ trên 1 năm, 1 áo mơ ni lông 1 năm, 4 bàn chải đánh răng 1 năm, 600g kem đánh răng 1 năm, 3,6kg xà phòng mỗi năm, 800ml dầu gội mỗi năm, 1 chiếc màn trên 3 năm, một chiếc chăn trong 4 năm, trong đó thì từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra Bắc và 5 tỉnh Tây Nguyên thì cấp chăn bông có vỏ nặng không quá 2kg, các tỉnh còn lại cấp chăn sợi. Một áo ấm cho 3 năm, cấp từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc và 5 tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương còn lại thì không cấp. Phạm nhân nữ thì được cấp đồ dùng cần thiết cho vệ sinh cá nhân tương đương là 2kg gạo tẻ một người một tháng. Phạm nhân tham gia lao động và học nghề thì mỗi năm được phát 2 bộ quần áo bảo hộ lao động và những dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết. Mẫu màu quần áo và các phương tiện bảo hộ lao động của phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Ngoài ra thì nghị định cũng quy định các cơ sở giam giữ phạm nhân ngoài tổ chức dạy chương trình xóa mù chữ cho phạm nhân chưa biết chữ hoặc là tái mù chữ thì còn tổ chức dạy nghề. Trong thời gian chấp hành án phạt ở trại giam có nghĩa vụ là phải lao động để cải tạo và trở thành công dân có ích cho xã hội. Thời gian lao động không quá 8 giờ một ngày, 5 ngày trong một tuần, được nghỉ vào các ngày chủ nhật, lễ và Tết. Phạm nhân lao động thêm giờ vào các ngày là thứ Bảy, chủ nhật thì được nghỉ bù hoặc là bồi dưỡng bằng tiền và hiện vật. Nghị định 133 năm 2020 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 và thay thế cho Nghị định số 117 năm 2011. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.